Năm xuống. Lưu Tuấn Kiệt năm xuống. Năm xuống tất cả năm xuống. Năm xuống mau. Mấy người đằng sau năm xuống. Năm xuống. Mau năm xuống. Đứng trái, cúi xuống hết cho tôi, cúi xuống. Tướng sĩ Tứ Xuyên vừa ra chiến trường đã gặp phải pháo hỏa tấn công liên tục. Họ chưa từng bị đạn pháo tấn công như vậy. Đạn pháo của quân Nhật như có mắt, khiến người ta không biết trốn vào đâu. Họ bắt đầu cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Mau nằm xuống. Anh ba, anh ba. Mẹ đó, cậu muốn chết à? Anh ba chết rồi. Bác hai của tôi, chỉ có một mình anh ấy. Anh Fujita, bắt đầu đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Mau lên. Lưu Tuấn Kiệt. Hiểu rồi. Đừng quán. Phải bình tĩnh. Lấy hết lựu đạn ra. Đồ con rùa. Xông lên. Chuẩn bị. Dứt. Ném. Ném. Ngắm chuẩn rồi bắn. Rút mau, rút mau, rút.
Người đâu? Lập tức gửi điện báo cho Lữ đoàn trưởng, nói quân ta đã chiếm lại chùa Đốn Ngộ. Dạ. Cầm đao. Giết. Xông lên. Các anh em cầm đao lên, giết. Vẫn còn chút quả lực. Thú vị đó. Giết. Xông lên. Tất cả ngừng bắn. Tiết kiệm đạn. Trương Khang, tiểu đoàn trưởng, có thuốc không? Lão Lý chết rồi. Vậy đại đội 2 ai chỉ huy? Đại đội phó lên thay. Toàn đại đội chỉ còn lại 50 mấy người. Đại đội 3 cũng không khá bao nhiêu. Đại đội 1 các cậu thì sao? Tính luôn bị thương nhẹ là còn 80 người. Tiểu đoàn trưởng Dương, trung đoàn trưởng, thương vong thế nào? Hôm qua cộng thêm hôm nay, chết và bị thương tổng cộng hơn 200 người. Sắp hết người rồi. Không ngờ pháo quả của bọn Nhật mạnh tới như vậy. Vừa mới làm xong công sự, chớp mắt một cái đã thành bình địa. Trung đoàn trưởng, thứ đồ chơi đó chúng ta phải tìm cách quỷ nó đi. Chứ nếu không thì chúng ta chỉ toàn chịu đắng. Đúng là phải nghĩ cách. Ông đây đánh trận mười mấy năm rồi, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nói với các anh em, chúng ta không có cày cuốc thì dù có dùng đao cũng phải đào cho ra chiến hào. Dạ.
Trang bị của chúng ta không tốt, đạn cũng thiếu, nên phải đánh giáp lá cà, cầm lựu đạn, cầm đao. Tiểu đoàn trưởng Dương, các cậu rút về nghỉ ngơi trước đi. Tiểu đoàn trưởng Hai, có. Các cậu tiếp nhận trận địa đi. Dạ. Trưởng quan, Fujita đã cho cậu cơ hội lần thứ hai rồi. Thật là. Dẫn đi. Dạ. Khoan đã. Trưởng quan, tôi có thể nói đỡ vài câu cho anh Fujita không? Hashimoto, tuy cậu được tổng bộ quân diễn chinh phái tới đồn đốc tác chiến, dạ, nhưng chuyện của lữ đoàn chúng tôi hình như cậu không nên xen vào đâu. Tôi không có ý xen vào về chỉ huy của anh. Tôi muốn nói đỡ vài câu cho anh Fujita thôi. Nói đi. Người Trung Quốc có một câu nói: kiến đông có thể cắn chết voi. Còn nữa thưa trưởng quan, có lúc giết gà cũng cần tới dao mổ bò. Dạ, trưởng quan, thất lễ rồi. Chào trưởng quan. Liên lạc viên Dương, tình hình bên chùa Đốn Ngộ sao rồi? Báo cáo trưởng quan, binh lực của ta bằng 1/3 địch, quả lực bằng 1/13. Nếu trình độ của binh sĩ Nhật là tiểu học thì quân Tứ Xuyên chính là mù chữ, cho nên trận này rất khó đánh. Chùa Đốn Ngộ là trọng điểm tấn công của quân Nhật, trận này đúng là khó đánh. Nếu không nhờ các anh em quân Tứ Xuyên cắm cọc canh giữ ở đó, có lẽ toàn quân đã bị diệt rồi. Có thể dùng lựu đạn và đao giữ vững thế cân bằng với quân Nhật, không phải chỉ dựa vào lòng dũng cảm, mà trong chiến thuật cũng phải có chỗ hơn người. Sao vậy? Có ý kiến gì à? Phải thưa trưởng quan, chỉ dựa vào chiến thuật như vậy đánh thắng 1-2 trận thì được, chứ muốn thắng cuộc chiến tranh này thì chắc chắn là không. Cậu nói đúng. Điều mà tôi muốn bây giờ chính là đánh thắng trận chiến này. Còn đánh thắng cuộc chiến tranh thì là chuyện của chủ tịch. Phải thưa trưởng quan. Nói tóm lại là như vậy. Cậu tới bộ chỉ huy trung đoàn ngay. Nhớ kỹ, tôi cho cậu 48 tiếng. 2 ngày sau phải báo cáo cho tôi. Dạ, trưởng quan, đi đi. Khoan đã. Cậu tìm một trợ thủ đi. Thích ai thì chọn. Sao vậy? Gì đây? Sao đây? Sao đây? Sao vừa kêu các cậu ra tiền tuyến liền rụt đầu trốn tránh hết rồi? Trưởng quan, tôi đi. Cô, liên lạc viên Dương, tôi là Cát Di. Tôi về thu dọn một chút rồi đi với anh. Tạm biệt trưởng quan. Đi đi. Thu Dung, xa nhau đã lâu. Thượng Hải tràn khói lửa, phồn hoa đã mất, ngói dở tường hư, thi thể khắp nơi. Đời anh báo quốc, sống chết vô chừng.
Thu Dung, anh Trương Khang. Sao em tới đây? Anh Trương Khang, anh sắp ra tiền tuyến rồi, sao không nói cho em biết? Tại anh sợ làm em lo nên không dám nói với em. Em sắp tốt nghiệp rồi, em sẽ đi chung với anh. Ngốc quá, đánh trận là chuyện của đàn ông, em là con gái đi tới đó làm gì? Nhưng mà em không nỡ xa anh. Không ngờ bọn Nhật lại ghê gớm như vậy. Nói thật với anh, pháo đó bắn ra là lòng tôi phập phồng lo sợ. Trước đây ở Tứ Xuyên đánh trận, vừa nghe tiếng pháo là già trẻ lớn bé ba chân bốn cẳng bỏ chạy hết. Đội đốc chiến có súng ngon lành mà cũng cản không được. Lần này các anh em giỏi thật đó, không có ai bỏ chạy cả. Chúng ta chưa từng đánh trận nào khó như vậy. Lúc nãy tôi thật sự rất lo, khẩu pháo đó bắn tan tác quân ta, khiến họ chạy lùi về sau. Tới chừng đó quân Pháp có chờ sẵn hay không cũng không sao, nhưng mặt mũi chúng ta thì mất hết. Trung đoàn trưởng, anh cứ yên tâm đi. Bây giờ là cả nước đánh trận, các anh em trong lòng cũng tự biết cân nhắc. Nhưng cách đánh này chỉ có thể chịu trận chứ không thể đánh trả. Bộ đội không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Tôi ra lệnh tới chừng đó, nếu trung đoàn trưởng chết thì tiểu đoàn trưởng lên thay, tiểu đoàn trưởng chết thì đại đội trưởng lên thay, cho dù chỉ còn một người cuối cùng cũng phải lên chống đỡ cho tôi. Rõ. Đại đội trưởng, viết gì vậy? Không liên quan tới cậu. Đại đội trưởng, cô gái hôm đi tiễn anh ở tỉnh thành có phải là vợ của anh không? Đại đội trưởng, nhớ nhà phải không? Đại đội trưởng, chúng ta đâu thể cứ thể bị đánh mà không đánh trả. Tôi nghĩ hay là chúng ta bắn rớt cái thứ bay qua bay lại của bọn Nhật đi, chọc thủng mắt chúng. Phim được dịch, tôi không tin chúng bắn chính xác tới vậy. Cái thứ đó bay cao, lại ở sau trận địa của địch. Vậy đi, để tôi nghĩ đã. Anh Khang, sao rồi? Trung đoàn trưởng đồng ý tìm người giả làm quân Nhật bắn rơi khinh khí cầu, nhưng trung đoàn trưởng không cho tôi đi. Dĩ nhiên anh không thể đi, anh là đại đội trưởng, nếu anh mà gặp bất trắc chúng tôi đánh trận với ai chứ? Nhưng tôi không đi, ai đi? Anh không thấy những người trong đại đội chúng ta đều là lính trẻ sao? Anh Khang, tôi đi. Anh đi làm gì? Liên quan gì tới anh? Tại sao vậy? Tại vì có thể mất mạng. Tôi đi đánh trận chính là để mất mạng, không định sống sót trở về. Anh đừng nói với tôi những lời này. Trước khi tôi đi đã hứa với mẹ của anh, nhất định phải dẫn anh về nhà, cho nên anh phải sống, nghe rõ chưa? Anh Khang, anh cũng có cha. Cha anh ở nhà. Nếu như biết anh gặp bất trắc gì, làm sao ông ấy sống nổi? Tôi là đại đội trưởng, nghe lời tôi. Khi anh làm đại đội trưởng, anh mới được nói những lời này. Tôi đi tìm trung đoàn trưởng. Đứng lại. Tìm trung đoàn trưởng làm gì? Giống như phụ nữ vậy. Được, chúng ta chơi trò của đàn ông. Dài ở lại ngắn phải đi. Ý trời. Đưa đây. An Giang tưởng tôi không nhìn thấy có phải không? Liêu Tuấn Kiệt, đừng có chơi trò này với tôi. Trò này trước đây tôi đã từng chơi rồi. Đi, đi tìm quân phục của bọn Nhật cho tôi. Anh có chắc chắn một mình anh bắn rơi nó không? Tôi không chắc chắn, anh có chắc chắn không? Ít ra hai người vẫn tốt hơn một người. Nghe lệnh của tôi. Anh Khang,
Trước đây chúng ta đã nói, cùng nhau đi đánh trận, cùng nhau trở về. Đi đi, đi tìm hai bộ quân phục. Rõ. Liên lạc viên Dương, anh học gì ở trường đại học lục quân Berlin vậy? Cải tay đôi với trưởng quan à? Đây là công việc của tôi. Sao cô biết tôi từng học ở Đức? Đây cũng là công việc của tôi. Cô là người của sở đặc vụ à? Sao vậy? Xe chỉ có thể chạy tới đây. Muốn tới trận địa phía trước phải đi bộ. Ba lô của tôi đâu? Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Bỏ súng xuống, giơ hai tay lên. Đứng yên. Tận trung. Báo quốc. Người Trung Quốc sao lại nói tiếng Nhật vậy? Anh là người Trung Quốc, tại sao lại mặc quân phục của bọn Nhật? Trưởng quan, trưởng quan, hiểu lầm, hiểu lầm. Chúng tôi có nhiệm vụ. Là nhiệm vụ gì? Họ tên, quân hàm, chức vụ. Có chuyện gì, có chuyện gì? Tiểu đoàn trưởng Dương, tham mưu Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Đây là trưởng quan các do bộ chỉ huy phái tới. Cô ấy nhìn thấy hai người này mặc quân phục của bọn Nhật. Mau giải thích đi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tham mưu Dương, trưởng quan các, mời về bộ chỉ huy. Làm chuyện của cậu đi. Mới ra khỏi nhà đã gặp chuyện này. Thật là xui xẻo. Anh làm nhiệm vụ gì cũng được, tốt nhất đừng có cấu kết với bọn Nhật. Mặc kệ họ đi. Đi. Tập hợp. Tập hợp. Bắn đi. Đi, bên kia có người. Ở bên kia. Vào vị trí. Mau lên,
súng máy yểm hộ. Đưa tôi. Liêu Tuấn Kiệt, đại đội trưởng, xuống đây. Tránh ra, tránh ra. Tuấn Kiệt, Liêu Tuấn Kiệt, Liêu Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, anh mau tỉnh lại cho tôi. Liêu Tuấn Kiệt. Tao sẽ giết tụi bay. Đại đội trưởng, kéo anh ấy lại. Tao sẽ giết tụi bay. Tao sẽ giết tụi bay. Buông cậu ta ra. Liêu Tuấn Kiệt rất giỏi. Cậu ấy không chết vô ích. Tôi thấy cậu ta chết không ích gì hết. Nói gì vậy? Thật sự không có ích gì. Nói bậy bạ. Đánh, đánh, đánh. Đã là lúc nào rồi? Các anh còn tâm trạng ở đây đánh nhau sao? Các anh tự nhìn đi. Trương Khang, cậu tự nhìn đi. Cậu dùng đầu óc của mình suy nghĩ thử đi. Bọn Nhật phái hơn 300.000 người tới Thượng Hải. Sao bọn chúng có thể chỉ có một chiếc khinh khí cầu? Cậu bắn một chiếc, bọn Nhật sẽ bắn thêm 10 chiếc. 10 chiếc. Còn đứng ngay ra làm gì? Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Đứng yên chờ chết à? Nằm xuống. Nằm xuống. Người anh em, tôi tìm cho anh chỗ nằm nghỉ. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV.
Trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng, báo cáo Trung đoàn trưởng, trận địa phía trước thật sự không giữ nổi nữa. Không giữ nổi nữa cũng phải giữ, cho dù chết còn lại một người cũng phải chết trên chiến trường. Đi. Rõ. Alo, tôi cho cậu một tiếng mà không lên được, tôi bắn chết cậu. Trận này đánh như vậy không đúng. Tập trung quả lực và binh lực mạnh nhất, chọn một khe hở để phá dây mới là quy tắc cơ bản của đánh trận. Họ đã đánh ngược lại. Cho dù chúng ta hay quân Nhật đều bị thiệt hại nặng nề. Quy tắc cơ bản của đánh trận mà anh nói là do ai đặt ra? Gottfried von Clausewitz, liên lạc viên Dương. Tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác. Ý cô là sao? Thiếu gia của nhà họ Dương ở Quảng An, sinh viên của Đại học Lục quân Berlin, mà lại tình nguyện ra tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Anh giỏi lắm. Anh đừng quên tôi làm nghề gì. Tài liệu của con của nhà có quyền có thế như anh chất thành hai đống trong sở. Cho dù cô giám sát tôi cũng vô ích. Tôi nghĩ ông chú tư lệnh ở tiền tuyến của anh không nghĩ như anh. Ông ấy đưa anh tới đây chỉ để anh làm màu. Nếu ông ấy biết anh làm bia đỡ đạn ở tiền tuyến, ông ấy chắc chắn sẽ tức điên. Cô gái như cô có thể tới tiền tuyến, tại sao tôi lại không tới được? Dĩ nhiên là tôi phải tới. Tiền tuyến của quân Tứ Xuyên là nơi lãnh tụ không yên tâm nhất. Tôi bắt buộc phải tới. Cô nói vậy là có ý gì? Tống tiên sinh ở Hoa Bắc, Hàng tiên sinh ở Sơn Đông, bọn họ có ý đồ gì? Chắc không phải anh không biết chứ. Mấy trăm ngàn tướng sĩ quân Tứ Xuyên chắc chắn là phải có. Rất nhiều người có ý đồ xấu, phải không? Các gì tôi nói cô biết. Tống tiên sinh nghĩ gì, Hàng tiên sinh nghĩ gì tôi không quan tâm. Nhưng tướng sĩ quân Tứ Xuyên không có ai có suy nghĩ như cô. Dinh thự Lưu Tương, Thành Đô. Lưu Tương, tên tự Phủ Trừng, trưởng quan tư lệnh chiến khu 7. Ngồi đi. Đơn vị tiền tuyến Tùng Hộ, trước là quân đoàn 20 và quân đoàn 43 ở Trần Gia Hàng, chùa Đống Ngộ và chiến tuyến Đại Trường, chiến đấu rất ngoan cường. Trần Gia Hàng và chùa Đống Ngộ thất thủ mấy lần, đều bị quân ta chiếm lại. Quân Tứ Xuyên ở phía Bắc đánh chặn địch trước. Họ dùng vũ khí thô sơ nhất, chiến đấu với quân địch được trang bị vũ khí hiện đại, phát huy tinh thần quật cường của người Tứ Xuyên, làm cho chúng ta nở mày nở mặt. Rất giỏi, giỏi. Tập đoàn quân 22 ở phía Bắc vừa mới hành quân tới Tây An, chỉ huy ở Tây An không làm theo lệnh của ủy ban quân sự, không những không cung cấp vũ khí cho họ mà còn bắt họ hành quân tới chiến khu 2 Cao Nghĩa, Bạc Dân. Di chuyển tới Sơn Tây, kế hoạch tập trung chiến đấu của chúng ta đã bị bọn họ phá dở. Ủy ban quân sự ra lệnh tập hợp ở Lạc Dương Hứa Xương, rồi tới chiến khu 7 mà sao thay đổi xoành xoạch như vậy? Chủ tịch Tưởng không thông qua chiến khu và tập đoàn quân, trực tiếp ra lệnh cho đơn vị dưới trướng mình, thật sự là rất quá đáng. Quân đoàn 22 ở phía Đông cũng như vậy, cũng bị lão Tưởng trực tiếp ra lệnh hành quân tới chiến khu 1, di chuyển tới Thượng Hải và Nam Kinh. Coi bộ chủ tịch Tưởng có ý đồ gì đó. Loạn cả lên rồi. Tôi nghĩ nên tập hợp các đơn vị lại. Tấn Khang, Đức Thao, hai người các cậu lập tức tới Tây An, đi tìm chủ nhiệm hành dinh Tưởng Đỉnh Văn để nói chuyện, xin cấp vũ khí. Sau đó đi tới Sơn Tây, ra lệnh các đơn vị tiền tuyến nhanh chóng tập hợp lại với nhau, thống nhất chỉ huy. Rõ. Tiểu đoàn 2 tiêu rồi. Đánh kiểu như vậy, thua trận là chuyện sớm muộn. Thua trận sớm, thua trận muộn khác biệt rất lớn. Liên lạc viên Dương, những lời anh nói với đại đội trưởng Trương Khang ngày hôm đó không sai. Bắn rơi một chiếc khinh khí cầu, bọn Nhật sẽ thả thêm 10 chiếc, không ảnh hưởng lớn tới cục diện chiến trận. Chiến tranh hiện đại là như vậy, chỉ dựa vào sức mạnh không có ích gì. Không dựa vào sức mạnh thì dựa vào gì? Dựa vào trí tuệ. Liên lạc viên Dương, tôi không học nhiều bằng anh, về lĩnh vực quân sự cũng không hiểu biết bằng anh. Nhưng đứng từ góc độ của người ngoài cuộc,
Tôi nghĩ rằng đại đội trưởng tên Trương Khang đó không tệ. Vì với tư cách là đại đội trưởng, anh ta đã bắn rơi một chiếc khinh khí cầu. Anh ta đã làm hết khả năng của mình. Bọn giờ có rất nhiều khinh khí cầu trinh sát, bắn rơi chiếc nào hay chiếc đó. Nếu một chiếc mà cũng không bắn rơi thì sẽ có chiếc nào biến mất. Chiến trường Tùng Hộ mấy trăm ngàn binh sĩ, nếu có 1.000 binh sĩ như đại đội trưởng Trương, tôi nghĩ khinh khí cầu của bọn Nhật không bay lên trời được. Liên lạc viên Dương, về lĩnh vực quân sự tôi không giỏi bằng anh. Có lẽ sau này anh sẽ là trung đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng, thậm chí là trưởng quan tập đoàn quân. Nhưng trước mắt tôi thấy anh không xứng đáng làm chỉ huy tiền tuyến một chút nào. Trưởng quan Cát, cô nói như vậy không đúng lắm. Chỉ cần cô là một quân nhân, chỉ cần cô là người Trung Quốc thì không phải là người ngoài cuộc. Cuộc chiến tranh này không có người ngoài cuộc. Dương Bảo, có, truyền lệnh của tôi. Tiểu đoàn 1 ngừng nghỉ ngơi, tới khu phòng thủ của tiểu đoàn 2. Rõ. Đại đội trưởng, 6 ngày rồi, các anh em chỉ còn lại có một nửa. Quân chi viện rốt cuộc khi nào mới tới? Chiến trường lớn như vậy, nơi nào cũng thiếu người, nơi nào cũng cần người. Tôi nghĩ chúng ta phải chiến đấu mấy ngày nữa. Tiểu đoàn trưởng Dương, tiểu đoàn trưởng Dương, trung đoàn trưởng ra lệnh tiểu đoàn 1 quay về trận địa. Có chuyện gì vậy? Trận địa mất rồi, các anh em hy sinh hết rồi. Tất cả mọi người quay về trận địa. Mau, chạy mau lên. Các cậu tìm thật kỹ cho tôi. Mau lên. Rõ. Tìm thật kỹ. Mau lên. Hashimoto, chuyện tối qua, cảm ơn anh. Không cần phải cảm ơn tôi. Tôi chỉ nói lời công bằng. Mang dép rơm. Quân đoàn 20, quân Tứ Xuyên. Quân Tứ Xuyên, quân Tứ Xuyên tới đây. Mang dép rơm đi mấy ngàn km. Đúng vậy, mang dép rơm đi mấy ngàn km. Khi học ở trường lục quân đế quốc, tôi từng nghe mọi người nói quân đội Trung Quốc được trang bị kém nhất. Trong mắt chính quyền địa phương, bọn chúng thấp kém hèn mọn giống như võ sĩ của chúng ta thời kỳ chiến quốc. Nhưng mà bọn chúng đã đánh chặn chúng ta 6 ngày. Nguy hiểm. Fujita, Fujita, cán đâu? Mau đem cán qua đây. Mau. Báo cáo, quân Tứ Xuyên đang tấn công. Khốn kiếp, ra lệnh binh sĩ rút lui. Rõ.
Quay lại, tất cả mọi người quay lại, quay lại, quay lại. Đồ chết tiệt. Cậu, dẫn anh em đội 1 đi về phía trước thu hút sự chú ý của bọn chúng. Tôi ra phía sau phá hủy nó, đi mau, mau. Mau, mau. Yểm hộ, rõ. Trái. Trạm cứu thương chiến trường. Dừng lại. Khiêng đi. Hashimoto, tối qua tôi bị sư đoàn trưởng mắng vì trận địa chùa Đốn Ngộ, phải không? Chúng ta chưa chiếm được nó. Sư đoàn trưởng rất tức giận, phải nhanh chóng chiếm được nó. Sư đoàn trưởng quyết định điều liên đội pháo hạng nặng tới lữ đoàn của chúng ta. Tôi từng nghe sư đoàn trưởng nói, khi cậu học ở trường lục quân đế quốc, cậu học rất giỏi. Sở trường của cậu là chỉ huy pháo binh, cho nên trận chiến này tôi muốn cậu thay tôi chỉ huy pháo binh. Hãy giúp tôi. Rõ. Cảm ơn trung đoàn trưởng đã tin tôi. Tôi sẽ không phụ lòng trung đoàn trưởng. Chúng ta còn bao nhiêu người? Ngoài Trương Khang ra, có hai đại đội trưởng đã hy sinh, một tiểu đoàn tính luôn người bị thương chưa tới 100 người. Điểm danh đi. Rõ. Bắt đầu điểm danh. Tiểu đoàn 1, đại đội trưởng 1, Trương Khang. Đại đội trưởng, đỡ tôi đứng dậy. Tiểu đoàn 2. Tiểu đoàn 2, báo cáo. Tiểu đoàn 2, không còn ai sống cả. Tiểu đoàn 3. Tiểu đoàn 3. Tất cả những người còn sống đứng dậy cho tôi. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Các anh em, từ khi Tứ Xuyên tới đây chúng ta có mấy sư đoàn? Tất cả mọi người đều chiến đấu ngoan cường, không có ai vô dụng hèn nhát. Tới thời điểm này có mấy tiểu đoàn trưởng hy sinh, sư đoàn trưởng Dương cũng bị thương nặng. Người của đại đội súng ngắn sáng hôm nay cũng đã hy sinh. Các anh em đừng mơ có người tới hỗ trợ. Chúng ta đã 5 lần chiếm lại trận địa chùa Đốn Ngộ từ tay bọn Nhật. Mấy trăm anh em của chúng ta đã hy sinh. Cho dù chỉ còn lại một người, cũng phải ở lại trận địa chùa Đốn Ngộ cho tôi. Đi vào trận địa đi. Rõ. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Nạp pháo đi. Chuẩn bị.
bắn đi. Ẩn nấp, mau ẩn nấp. Các cậu không muốn sống à? Nằm xuống, nằm xuống. Mau nằm xuống đi. Đồ ngu, nằm xuống. Đồ ngu. Buông tôi ra, không muốn sống à? Buông ra. Đồ ngu ngốc. Buông ra. Buông tôi ra. Còn ai sống sót không? Anh bị chảy máu. Ngồi yên. Ngồi yên. Không sao, ngồi yên. Không sao. Người còn sống. Người còn thở. Nhanh chóng tu sửa công sự. Rõ. Nè, tôi không phải tên nè. Tôi tên Trương Khang. Cảm ơn. Mau lên, mau lên. Tu sửa công sự. Ra lệnh pháo binh bắn pháo. Rõ. Bắn đi. Mau. Đi vào trận địa. Mau. Bọn Nhật tiến lên rồi. Mau. Đi vào trận địa. Đi vào trận địa. Mau lên. Đi vào trận địa. Mau. Bắn đi. Bọn Nhật tới rồi, chuẩn bị chiến đấu. Sao bọn Nhật rút lui rồi? Bọn Nhật tăng cường bắn pháo, ẩn nấp. Mau ẩn nấp, mau ẩn nấp, kêu họ mau ẩn nấp, mau, mau. Bọn Nhật tăng cường bắn pháo, nằm xuống. Mau nằm xuống, nằm xuống. Mau nằm xuống, mau. Bọn Nhật tăng cường bắn pháo, mau nằm xuống đi. Nằm xuống. Bắn đi. Mau ẩn nấp. Ẩn nấp mau lên. Có nghe thấy không? Ẩn nấp. Trung đoàn trưởng. 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 Nằm xuống. Nằm xuống. Mau nằm xuống. Đừng chạy. Đừng chạy lung tung. Đi, đứng dậy. Đi. Từ lúc kết thúc pháo kích tới lúc phát động tiến công mất 6 phút. Chậm quá rồi.
Trương Khang, đại đội trưởng Trương, Trương Khang, đại đội trưởng Trương, đại đội trưởng Trương, đại đội trưởng Trương, Trương Khang, bọn Nhật tới rồi, mau chuẩn bị chiến đấu. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Trung đoàn trưởng, xông lên, đội mũ sắt, quân Quảng Tây. Tiểu đội trưởng, tiểu đội 5, đại đội 3, tiểu đoàn 1, trung đoàn 1, sư đoàn 133, quân Thứ Xuyên, Chu Hỷ Quý, giao trận địa cho quân bạn. Trung đoàn phó, trung đoàn 3, sư đoàn 84, quân Quảng Tây, La Hưng Căng, tới đây tiếp quản trận địa. Các anh em Thứ Xuyên, vất vả rồi. Trung đoàn phó La, trung đoàn chúng tôi tiến vào trận địa chùa Đốn Ngộ chỉ còn nhiêu đây người thôi. Trận địa do các anh em của chúng tôi và trung đoàn trưởng Tạ đổi lấy, xin giao cho các anh. Tất cả chú ý. Chào. Đơn vị đầu tiên của quân Tứ Xuyên tới chiến trường Tùng Hộ chiến đấu với quân Nhật ở chiến tuyến chùa Đốn Ngộ 7 ngày đêm. Hơn 7.000 người thương vong, những sĩ quan chỉ huy hầu như đều chết trận. Có chuyện gì vậy? Cấp trên ra lệnh rút khỏi trận địa chùa Đốn Ngộ. Ai ra mệnh lệnh? Không biết, đây là quân lệnh. Các anh không được đi. Ở đây còn có người sống. Không ai còn sống đâu cô gái. Trưởng quan, đi đi, bọn Nhật sắp tới đây rồi. Mau đi đi.
toàn dân kháng chiến, toàn dân kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến, toàn dân kháng chiến, toàn dân kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến. Đây, đây, cho anh. Toàn dân kháng chiến, toàn dân kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến, toàn dân kháng chiến, toàn dân kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến, toàn dân kháng chiến, toàn dân kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến, toàn dân kháng chiến, toàn dân kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến, toàn dân kháng chiến, toàn dân kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến, toàn dân kháng chiến, toàn dân kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến. Xin lỗi tiểu thư, cái này không gửi được, xin lỗi nha. Chào anh, chào cô. Tôi muốn gửi bức thư này. Không gửi được. Tại sao vậy? Tại vì chỗ này đã bị xâm chiếm rồi. Cô à, cô có bạn ở trong đơn vị này à? Cảm ơn anh. Bên kia, bên kia. Giường 87, giường 87. Thuốc tê, thuốc tê. Bên này cần thuốc tê, tới ngay. Bên này bác sĩ Chu, bên này cần anh. Giúp tôi với. Băng gạc, nước, mau. Giúp tôi với, giúp tôi với. Mau, bên này. Chuẩn bị thuốc. Dạ, tránh ra. Qua bên này. Trương Khang, em đã nhận được thư của anh rồi. Anh vẫn rất kiêu ngạo, không nói một câu nào lãng mạn hết. Em đã đọc báo, Thượng Hải rất hỗn loạn. Chắc là anh bận lắm phải không? Anh bận như vậy mà vẫn nhớ viết thư cho em. Em rất vui, thật đó. Mặc dù thư hơi ngắn, chỉ có 30 chữ, nhưng mỗi chữ em đều nhớ trong lòng. Trên báo nói ở chỗ anh có mưa, anh nhất định phải cẩn thận, đừng để ướt mưa. Mưa ướt sẽ bị bệnh đó. Viện trưởng, tránh ra, tránh ra. Viện trưởng, đây là danh sách được gửi về từ tiền tuyến. Tổng cộng có 28 người, đều là sĩ quan. Danh sách chiến sĩ hy sinh. Trương Khang.